Xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp và Chuyện Làng Ngọc thân mến. Kính thưa quý vị, bắt đầu từ tập 21, ngày mai, bộ truyện Ngược Về Minh Triều sẽ được phát duy nhất bên kênh Chuyện Làng Ngọc lúc 8 giờ tối hàng ngày. Lý do là Khánh Duy muốn trả lại không gian và lịch phát sóng cho kênh Audio Kiếm Hiệp và anh em ưa thích tiên hiệp. Vì thế, bộ truyện này sẽ được phát sóng 8 giờ tối hàng ngày trên kênh Chuyện Làng Ngọc. Các bạn ưa thích và đang theo dõi bộ truyện có thể đón nghe. Và bây giờ chúng ta tiếp tục với tập 20 của bộ truyện Ngược Về Minh Triều, tác giả Nguyệt Quan, qua giọng đọc của Khánh Duy. Các bạn hãy nhớ để lại một like, một share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong truyện. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng nghe truyện. Lại nói bên trong hoàng cung, Hoàng Trị đang chắp tay đi đi lại lại, hồi lâu vẫn chưa nói lời nào. Trương Duyên Linh không nhịn được mà cả giận nói: "Được Hoàng thượng ân sủng với Dương Lăng đến thế, y lại càn quấy như vậy, không xem vua ra gì cả, đại nghịch bất đạo, thật là trái với đạo lý mà. Hoàng thượng phải lập tức chém đầu y, làm gương cho thiên hạ." Thượng thư Vương Quỳnh cũng giận đến tóc bạc dựng cả lên tâu: "Thiên địa quân thần sư, trời đất, vua, cha, thầy, uổng cho Dương Lăng đọc rất nhiều sách thánh nhân, đến cả cái loại đạo lý này mà cũng không hiểu được. Không giết người này, uy nghiêm triều đình còn đâu nữa đây. Bệ hạ, xin bệ hạ ra chỉ đi." Bọn người Lưu Kiện tuy có lòng tiếc rẻ nhân tài, thế nhưng lần này Dương Lăng gây chuyện thật quá lớn. Thiên tử có chiếu mà không phụng, đó là tội giết cả cửu tộc. Ngay cả giết một mình y cũng xem như là đã nhẹ nhàng cho y rồi, họ còn làm sao mở miệng xin bệ hạ khai ân được đây. Lý Đông Dương thấy bước chân Hoàng đế Hoàng Trị càng lúc càng chậm lại, hai hàng lông mày từ từ nhíu chặt, hệt như muốn hạ chỉ. Trong lòng của lão vô cùng căng thẳng, chợt nhanh trí nghĩ ra một cách. Lúc này lão cũng chẳng còn tâm trí xem xét liệu cách đó có hữu hiệu hay không, lập tức quỳ sụp xuống, vô cùng phẫn nộ bẩm: "Hoàng thượng đừng do dự nữa, thần cũng nghĩ rằng Dương Lăng đáng chết mà. Bệ hạ triệu hắn tiến cung, thánh chỉ đã ban, đó là thứ trọng yếu nhất trên đời này. Đừng nói thê tử của hắn đang mắc bệnh nặng, cho dù nhà y có cháy cũng phải lập tức tiến cung. Sao dám trái với lẽ cương thường, không phân nặng nhẹ như vậy?" Lý Đông Dương lại chậm chậm thốt lên từng từ: "Hơn nữa, nếu người bị bệnh là cha mẹ của y thì còn châm chước được, ít nhất còn được xem là có hiếu. Thế nhưng thê tử là cái quái gì? Thê tử mà mất đi, cưới một người khác là được. Đại trượng phu kiến công lập nghiệp, lo gì không có vợ đẹp thiếp xinh. Cái tên Dương Lăng này có vợ thì quên cha, có cha lại quên vua. Người ta nói thê tử như y phục." Lưu Kiện, Tạ Thiên nhất thời nghe mà ngơ ngác chẳng hiểu gì. Lý Đông Dương chính là một đại gia nổi tiếng của văn học đương thời, sao hôm nay nói chuyện lại thô lỗ ngang ngược như thế? Lại nữa, rõ ràng bệ hạ có ý yêu tài, do trọng tài nên ngài mới chần chừ khó ra quyết định xử trảm. Người không thương tiếc kẻ hậu bối thì thôi, sao lại hùa theo bỏ đá xuống giếng như vậy? Hai người bọn họ còn chưa hiểu được thâm ý của lão thì Lý Đông Dương đã đứng thẳng người lên, mồm miệng leo lẻo, nước bọt bắn bay tung tóe, chê bai thê tử đến mức đừng nói là y phục, ngay cả quần lót cũng không bằng. Lão đang mắng chửi hăng say thì Trương Hoàng hậu, bậc mẫu nghi thiên hạ, người đứng đầu lục cung, đã mặt ngọc đỏ bừng, đùng đùng nổi giận. Bà vỗ bộp lên bàn, mày liễu dựng ngược, mắt phượng tròn xoe, cất giọng trong trẻo mắng: "Lý Đông Dương, ngươi cấm mồm cho ta." Hoàng đế Hoàng Trị có phần sợ vợ, tuy nói rằng việc đại sự không thể hồ đồ, thế nhưng xưa nay ông rất sủng ái hoàng hậu. Lúc này thấy bà nổi giận, ông cũng không khỏi giật bắn cả người. Trương Hoàng hậu căm tức nhìn Lý Đông Dương, thù mới hận cũ dâng lên trong lòng, cặp mắt như sắp phun lửa. Ngày xưa khi mình chưa sinh hoàng tử, đám người này bèn cả ngày lên triều yêu cầu hoàng đế nạp phi. Hôm qua Lý Đông Dương còn dâng sớ hạch tội anh mình, khiến anh ấy phải vào trong ngục. Hôm nay lão lại dám nhân chuyện của Dương Lăng mà ở trước mặt mình chỉ gà mắng chó, như thế còn ra thể thống gì nữa đây? Trương Hoàng hậu cất giọng lạnh như băng nói: "Hoàng thượng tuyển hiền tài cần chú trọng người có đức hạnh. Vợ kết tóc của Dương Lăng đang lâm trọng bệnh, tính mệnh nguy trong sáng tối. Nếu lúc này Dương Lăng tiếp thánh chỉ, vứt bỏ thê tử mà vào triều gặp vua,
thì hắn là người như thế nào đây? Đó là kẻ táng tận lương tâm, thiên địa không dung. Thiên địa quân thân sư sao? Các người cũng hiểu được cái gì là thiên địa quân thân sư sao? Một kẻ không rèn luyện đạo đức, bất kính với thiên địa, không xem nặng tình ý, lại có thể là người quân tử trung hiếu nhân nghĩa được sao? Lúc đó mà hắn thượng triều gặp vua, là hắn kính sợ quân vương hay tham vinh hoa phú quý đây? Trương hoàng hậu vừa nói vừa không khỏi quắc mắt nhìn tên đệ đệ bảo bối. Tên tiểu đệ thật sự là hồ đồ. Đám đại học sĩ quen trò ném đá giấu tay, thế mà hắn lại không nhìn ra được, còn nhắm mắt hùa theo. Trương hoàng hậu đổi giọng, quay sang vua hoàng trị dịu dàng nói: Bệ hạ, thần thiếp biết bệ hạ tức giận Dương Lăng không tuân thánh chỉ, thế nhưng điều này cũng nói rõ bệ hạ có tuệ nhãn tinh tường, đã nhận biết được nhân tài. Từ xưa tới nay, có mấy hiền thần mà không xúc phạm tới Long Nhan đấy? Dương Lăng không tham quyền, không màng lợi, trọng tình trọng nghĩa như vậy, rất có phong phạm của bậc hiền giả ngày xưa. Thuở xưa, Tống Hoàng thời Hán Quang Vũ Đế không khỏi cũng lấy lý do là Tào Khang chi thê bất hạ đường mà trái thánh ý hay sao? Thời Đường Thái Tông có vợ của Phòng Huyền Linh dám kháng chỉ ngay giữa triều đình, hai vị minh quân này cũng không hề bắt tội. Có thể thấy được chỉ có vua thánh ra đời mới có bậc hiền thần như vậy xuất hiện mà thôi. Lý Đông Dương khẽ nhúc nhích cái chân đang quỳ ê ẩm, miệng chép chép như đang nếm một món ngon vậy. Ta rất thích nghe những lời này của hoàng hậu nương nương. Xem ra phụ nữ vẫn có người đọc sách thánh hiền, bằng không làm sao nói được những lời như vậy đấy. Trương Xuân Linh bị tỉ tỉ trợn mắt một hồi, nhất thời mù tịt, mãi lúc này mới hiểu được. Hóa ra mấy cái lão gia hỏa đang bắn chửi bóng gió đấy, ngầm khuyên hoàng thượng đừng có sủng ái chính cung. Đám đọc sách này thật đúng là lòng dạ ngoằn ngoèo quá mà. Thông suốt được vấn đề, Trương Xuân Linh lập tức kháng giọng nói: Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương nói rất đúng, không nên giết Dương Lăng. Hoàng trị bị lời nói của hoàng hậu lay động, ngẫm lại hoàng hậu nói cũng có lý. Nếu Dương Lăng thật sự bỏ cả người vợ kết tóc xe duyên, bất chấp sinh tử của nàng mà vào triều yết kiến mình, thì sau này mình còn dám dùng người như vậy hay không? Đang suy nghĩ, bỗng nghe quốc cữu hô lớn như vậy, ông không khỏi lấy làm lạ hỏi: Chẳng phải Kiến Xưng Hầu mới rồi đề nghị xử phạt hắn ở mức cao nhất, thông báo cho cả thiên hạ biết hay sao? Sao giờ lại nói là không giết như vậy? Kiến Xưng Hầu đỏ mặt đáp: Việc này vi thần cũng mới vừa hiểu ra, việc có nặng có nhẹ. Đương nhiên việc vua quan trọng, việc nhà không bằng, thế nhưng gặp vua cũng không phải là việc gấp gì, cứu người mới là việc không thể trì hoãn được. Việc này... Lưu Kiện nghe hắn vất vả nói mãi không ra lời, không kìm được vội xen vào: Hoàng hậu nương nương nói rất phải, hoàng thượng là vua nhân từ, mới có hiền thần tài đức xuất hiện. Dương Lăng làm được như vậy chính là nhờ công bệ hạ giáo hóa hắn ta, thật là may mắn mà. Lời ngọt bùi tai, tuy hoàng trị biết tâm tư của đám cựu thần nhưng vẫn không kìm được phải cười khẽ. Ông về ngồi lại trên án suy tư một lát rồi cười ha ha phán: Đứng lên đi, đứng lên đi, bị cái tên Dương Lăng náo loạn là mất cả hứng thú của trẫm và các ái khanh rồi. Nào tới đây tiếp tục uống rượu. Việc của Dương Lăng tạm thời khắc lại đi, ngày mai bàn sau vậy. Hoàng đế muốn khắc lại bàn sau bằng vật tài nghiêng theo chiều gió của đám thần tử. Nếu không phải kẻ mù, có ai mà không hiểu rõ ý của hoàng đế đây? Không lập tức bắt ngay mà lại bảo là ngày mai bàn tiếp. Bàn cái gì bây giờ? Là bàn xem nên đem xe gấm đi bắt hắn hay là vác công xiềng đi bắt hắn ư? Bọn Lưu Kiệt yên tâm vui mừng vô kể. Lúc này Trương hoàng hậu thấy mình đánh hòa được với Lý Đông Dương một ván nên cũng dương dương tự đắc. Mọi người ăn uống vui vẻ, nhất thời xuất hiện một cục diện tốt đẹp. Lại nói, cũng trong lúc bấy giờ, Dương Lăng ôm chặt thân thể mềm oặt, gần như không chút sức sống của ấu nương. Đang lúc y lo âu vạn phần, lại chợt nghe tiếng ấu nương rên rỉ, lập tức cảm thấy như nghe được nhạc tiên vậy. Y phấn khởi tới mức tiếng gọi cũng run run: Ấu nương, ấu nương, nương tử. Qua hồi lâu, ấu nương mới cố lên tiếng đáp lời. Dương Lăng mừng rỡ, siết thật chặt bàn tay đầy mồ hôi của nàng. Thấy ấu nương mệt mỏi đến không chịu nổi, vẫn chưa mở mắt được, y sợ nàng lại mê đi như cũ, vội ghé vào sát tai ấu nương gọi nhỏ: Ấu nương, nàng mau tỉnh lại nhanh lên, nàng thích tướng công ôm nàng nói chuyện,
chờ khi nàng khỏe hơn, mỗi tối Tướng Công đều ôm nàng, đều nói chuyện với nàng, có được không? Nương tử yêu dấu của ta, Tướng Công không nỡ xa nàng đâu. Không phải hai ngày trước đây nàng từng nói là muốn mua táo để trồng trong viện hay sao? Hôm nào hai ta cùng đi mua, cùng trồng táo trong viện. Nàng muốn nuôi gà, vậy chúng ta cùng nuôi gà. À mà đúng rồi, còn nuôi thêm con chó giữ cửa nữa kìa. Có gà bay chó nhảy mới đủ náo nhiệt. Ấu nương, kinh thành không so được với nông thôn, nàng chỉ một mình ở nhà, lại không có gì tiêu khiến. Đợi khi nàng khỏe mạnh, ta sẽ cùng nàng sớm sinh một, à không, sinh ra một đám tiểu bảo bối, để cho nàng chẳng thể rảnh rỗi thêm được nữa đâu. Nàng có thích không? Nàng phải sống mới có thể giúp Tướng Công làm những việc này được. Bằng không Tướng Công sẽ cưới một cô vợ tuyệt đẹp khác kìa. Cùng cô ta nói chuyện phiếm, cùng cô ta trồng cây, cùng cô ta nuôi. Không, không được. Thân thể Hàn Ấu Nương bỗng nhúc nhích, rồi đột nhiên nàng rên rỉ thốt lên. Dương Lăng khựng lại, y đờ đẫn hồi lâu mới nhấc đầu lên khỏi mái tóc ẩm ướt của Ấu Nương, dán mắt hấn hở mà nhìn nàng. Dưới ngọn đèn, hai má Ấu Nương vẫn đỏ ửng màu bệnh tật, chóp mũi lấm tấm những giọt mồ hôi nhỏ, nhưng những đốm đỏ nơi cổ đã hoàn toàn biến mất. Loại thần sắc nhợt nhạt cũng không còn thấy nữa. Đôi mi thật dài của nàng rung rung hồi lâu, khẽ mở mắt ra rồi lại mệt mỏi nhắm chặt, rên rỉ nói: "Tướng Công, người ta mệt quá rồi, không muốn mở mắt ra." Dương Lăng luôn miệng an ủi: "Được, được, không mở mắt cũng được, nàng được như vậy là tốt rồi, như vậy là tốt rồi." Bên trong phòng vô cùng yên tĩnh, chỉ nghe tiếng tim đập thình thịch của hai người. Dương Lăng cảm thấy bàn tay nhỏ bé của Ấu Nương dần dần ấm lên, áp mặt vào trán của nàng đã cảm thấy hơi nóng, y không khỏi thở phào một hơi. Qua hồi lâu, Ấu Nương mới thở mạnh một chút, nàng nhúc nhích thân thể mềm mại, yếu ớt nói: "Tướng Công, nóng, nóng quá à." Dương Lăng vội đáp: "Đừng động đấy, cẩn thận không lại trúng gió kìa, mớ thuốc còn chưa tan hết đâu." Ấu Nương ôn thuận ừ một tiếng, thở hồn hà hồn hển nói: "Tướng Công, có thể nhẹ một chút không? Ấu Nương thở không nổi." Dương Lăng nhìn lại mới biết Ấu Nương bị mình đè tới mức thở không nổi. Vốn ni còn tưởng rằng Ấu Nương vẫn chưa đủ khí lực để nói chuyện. Dương Lăng vội vàng chống cùi chỏ xuống, khẽ khàng nhún người lên. Hàn Ấu Nương thở gấp một lát, từ từ mở mắt ra. Nàng ngắm nhìn gương mặt đầy mồ hôi của Dương Lăng một lúc rồi âu yếm nói: "Tướng Công, Ấu Nương cảm thấy khỏe hơn nhiều rồi, chàng nghỉ ngơi đi." Dương Lăng ừ một tiếng, nghiêng người qua một bên, nằm dựa vào nàng. Ấu Nương nhắm mắt lại, một chút sau lại nói khẽ: "Tướng Công, Ấu Nương muốn nghe chàng nói chuyện." "Ừ, nói gì nhỉ? Thường khi đều là lúc ta ngủ, nàng ghé vào tai ta nói chuyện mà." Dương Lăng ngơ ngẩn đáp, Ấu Nương hơi thẹn thùng dục: Nói như vừa rồi ấy, Ấu Nương chưa từng được nghe. Tướng Công nói như vậy đi, thiếp thích nghe mà." Câu chuyện Dương Lăng kháng chỉ cứu vợ vừa lan truyền khắp thành Bắc Kinh. Trong toàn kinh thành, vô luận cao thấp giàu nghèo, tất cả cái đám y phục, ý nói phụ nữ như y phục đều đứng về phía Dương Lăng, nhao nhao mà ủng hộ. Những quan chức trong kinh thành cũng chia thành hai phái, tranh luận mặt đỏ tía tai mãi vẫn không phân thắng bại. Kết quả là sau buổi thiết triều cùng ngày, gã đại thần nào ở nhà có con gái thì lập tức bị oanh tạc đến mệt lả. Tối đến lại bị thê thiếp ném gối vào mặt tới tấp. Kẻ nào lập trường không kiên định thì lập tức phất cờ trắng, quyết định giả câm giả điếc về việc này. Phe chống đối họ Dương lập tức trở nên người đơn thế cô. Tin tức hoàng thượng không lập tức hạ chỉ truy bắt Dương Lăng lại được lan truyền. Một vài vị ngôn quan có giác quan thứ 6 bắt đầu đứng về phía Dương Lăng, tra cứu lệ cũ, tham khảo hồ sơ, bắt đầu luyện võ mài thương, tìm những lý lẽ để biện minh cho hành vi của Dương Lăng. Đám sĩ tử trong kinh cũng thảo luận ồn ào. Có tên sĩ tử Giang Tây là Nghiêm Tung còn viết một bài phú dài lan truyền khắp nơi. Trước hết, gã tô vẽ hoàng đế hoàng trị rực rỡ như Nghiêu Thuấn tái thế, lại trích dẫn kinh điển trắng trợn tán dương Dương Lăng đã được bệ hạ giáo hóa, vua sáng tôi hiền. Đám người khác cũng hùa theo, như thể vua mà không thế thì không phải là minh quân, thần mà chẳng vậy thì chẳng phải là trung thần. Bản thân Dương Lăng cũng bận tới mức không thể dứt ra được, y chỉ có thể viết một phong thư bảo Ngô Kiệt mang về Kê Minh mời phụ tử họ Hàn lập tức tiến kinh. Y nghĩ lần kháng chỉ này không chết cũng phải ngồi tù. Bệnh của Ấu Nương nặng như thế, làm sao chịu được đả kích này
nên y hoàn toàn không dám kể với nàng. Chỉ mong sao cho con họ Hàn có thể sớm tới kinh thành, ấu nương sẽ được chăm sóc chu đáo. Thấy ấu nương vừa bệnh xong, thân thể còn suy yếu, Dương Lăng bèn đi mua một nha hoàn trẻ tuổi về chăm sóc cho nàng. Khi y tới chỗ quan phủ đăng ký giấy tờ chủ tớ, thì đám người của nha môn từ chủ bộ tới nha dịch đều chạy ra cửa vây tròn mà nhìn ngắm y. Nhiều ánh mắt kiểu Phong Tiêu Tiêu, Hề Dịch, Thủy Hàn nhìn y đầy vẻ luyến tiếc. Đây là một câu trong bài hát Kinh Kha Qua Sông Dịch Đến Đất Tần để hành thích Tần Thủy Hoàng. Sáng sớm ngày hôm sau, lần đầu không cần ấu nương đánh thức, Dương Lăng đầy bụng tâm sự đã dậy rất sớm. Y thu dọn xong xuôi, lưu luyến nhìn thoáng qua ấu nương còn đang ngủ say, lặng lẽ gọi tiểu nha hoàn Vân Nhi đến dặn dò một hồi, rồi chạy tới Tử Cấm Thành. Vết thương trên mông Dương Lăng vẫn chưa lành, sợ tới muộn nên y phải đi xe. Như thường lệ, khi tới cửa hông, thị vệ cấm cung xét yêu bài của y rồi cười lạnh nhạt bảo: Dương đại nhân, nội cung truyền ý chỉ, nếu Dương đại nhân có tới thì không cần phải đi đông cung thị độc, mà là quỳ ngoài ngọ môn chờ thánh dụ là được. Dương Lăng tim đập thình thịch, chắp tay nói: Dạ, đa tạ tướng quân. Y tập tĩnh đến trước cửa cung, một đám văn võ đại thần người mặc triều phục, tay cầm hốt ngà, đang đứng chờ cửa cung mở để vào trong. Thấy một tên quan hàm lục phẩm đi tới, cả bọn không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, đều đưa mắt tò mò nhìn y. Dương Lăng nhìn thẳng phía trước, đi đến cửa cung nghiêm chỉnh quỳ xuống, cúi đầu không nói gì. Đá phiến bằng phẳng, khi vừa quỳ thì không sao, thế nhưng quỳ lâu thì đầu gối lại ê ẩm. Ở cửa cung có quan chức phụ trách việc theo dõi dung nhan của văn võ bá quan. Bây giờ Dương Lăng là tội thần, không dám hành động thiếu suy nghĩ, khiến cho người khác có cớ luận tội, nên y đành phải cố mà nhẫn lại. Không lâu sau, tiếng chuông du dương từ xa xa vọng đến, ánh nắng đầu tiên trên không trung rọi lên cửa cung màu son. Cửa cung vừa mở, đủ loại quan lại bắt đầu thượng triều. Dương Lăng cúi gục đầu, chỉ nhìn thấy những đôi ủng quan lại đi qua trước người mình, phát ra âm thanh sàn sạt. Buổi chiều sớm đã bắt đầu, thời gian trôi qua từng giây, hai tay Dương Lăng chống đất, đầu gối ê ẩm, không còn chi giác. Vì phải giữ mãi một tư thế nên cổ cũng trở nên mỏi nhừ đến không chịu nổi, mồ hôi từ trên trán nhỏ xuống từng giọt. Tiếng chuông lại vang lên, một đám quan lại bãi triều nối đuôi nhau trở ra, đi qua trước mặt y. Tinh thần của Dương Lăng rung lên, buổi chiều sớm đã tan, hoàng đế cũng nên gặp mình mới phải. Nhưng y đợi hồi lâu mà trong cung vẫn im ắng. Dương Lăng không khỏi tuyệt vọng, chẳng lẽ hoàng đế muốn mình quỳ đến chết tại nơi này hay sao? Y đã chịu không nổi sự dày vò phải giữ mãi một tư thế lâu như thế này rồi. Hai tay của Dương Lăng cố gắng chống đất, trước mắt sao bay loạn xạ, bắp thịt ở cổ giật giật. Dương Lăng cũng chẳng biết làm sao mà mình có thể chống đỡ được tới khi buổi ngọ chiều chấm dứt được. Mãi đến khi một tên tiểu thái giám đi đến trước người y, cao giọng hô: Dương đại nhân, bệ hạ gọi ngài tiến cung. Lúc đó thì y mới tỉnh người. Dương Lăng cố gắng một hồi mới loạng choạng đứng lên được, lom khom theo sau tên tiểu thái giám đi vào trong cung. Qua cầu Kim Thủy, vượt cổng Thái Hòa, qua điện Thái Hòa, điện Trung Hòa, điện Bảo Hòa, xuyên qua cổng Kiền Thanh, cuối cùng Dương Lăng được tên tiểu thái giám dẫn thẳng vào nội đình. Lúc này y đã dần dần bình tĩnh trở lại. Hoàng đế gặp mình bên trong nội điện, ít ra mình cũng không bị họa mất đâu. Dương Lăng được dẫn tới trước điện, tên tiểu hoàng môn không người xứng lớn: Khởi bẩm hoàng thượng, Dương Lăng xin cầu kiến. Từ trong có một lão thái giám cất cao giọng nói: Bệ hạ có chỉ, tuyên hắn vào. Dương Lăng vừa bước vào cửa đã thấy hoàng đế hoàng trị mặc thường phục màu vàng sáng, ngồi sau án đang múa bút vẽ tranh. Bên cạnh y là tên đại thái giám có tên Miêu Quỳ mài mực khẩu hạ. Trong ngự thư phòng, ngoại trừ bọn họ ra thì không còn bất kỳ người nào khác cả. Dương Lăng vội vàng tiến lên vài bước, quỳ xuống đất bẩm: Tội thần Dương Lăng khấu kiến hoàng thượng, tội thần vạn lần đáng chết. Hoàng trị làm như không nghe y bẩm, ông vẫn chú tâm vào giấy vẽ, múa bút phác họa rất nhanh một hồi, sau đó hạ bút cười hỏi: Thế nào? Miêu Quỷ tán thưởng: Nét vẽ của bệ hạ rất có lực, thần thái sống động, thực là tác phẩm của đại gia. Hoàng trị cười ha ha nói: Ngươi thì biết gì, Dương thị độc, ngươi đến xem chấm vẽ bức này như thế nào. Dương Lăng thấy ông cười nói an nhàn,
xem ra cũng không đề cập gì tới chuyện mình kháng chỉ, không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Y thấp thỏm không yên, đứng dậy tới trước mặt hoàng trị, nhìn lên ngự thư án, thấy trên giấy vẽ có một ngọn núi, trên núi cây cối rậm rạp, đỉnh núi có một cây tùng xanh thẳng tắp như muốn chọc thẳng trong mây, xa xa mờ ảo có những dãy núi chập trùng. Cả bức họa mặc dù đơn giản thế nhưng tài vẽ quả nhiên bất tục. Dương Lăng không hiểu hội họa, nhưng kiếp trước hắn giỏi thư pháp, thơ cổ nhớ rất nhiều. Mắt thấy những dòng vẽ non nước đậm nhạt thích hợp, nhưng lại không có cách nào đánh giá được, y liền khéo léo tâu: bệ hạ công lực hùng hậu, càng có hơn chính là bức tranh này ngụ ý thâm sâu, chí trùm thiên hạ. Nhìn cây tùng tùm ở nơi cao ngàn trượng này, tuy sần sùi không vuông vức, thế nhưng vẫn còn có thể dùng để dựng nhà lớn, tất phải là trụ cột đấy. Trong mắt hoàng trị hiện lên chút dị sắc, ông cười khẽ: chẳng lẽ Dương Khánh chỉ nhìn một gốc tùng đơn độc này thôi sao? Ngươi phải nhìn cây cối trên cả quả núi này kìa. Có những cây mọc thẳng tắp có thể làm đòn xa, lại có những cây tráng kiện có thể làm giường cột, nhưng cũng có rất nhiều cây cong queo hình thù kỳ dị, đành phải chặt xuống làm củi đun thôi. Ông ung dung cười, khóe môi lại mang chút lãnh ý: Dương Khánh, ngươi nguyện làm giường cột, làm đòn xa hay làm củi đun đấy? Dương Lăng không chút nghĩ ngợi liền quỳ xuống, lớn tiếng tâu: Thần nguyện làm gỗ xa. Miêu Quỷ hơi loạng choạng, chút nữa thì lật úp cả nghiên mực Đoan Khê trong tay. Còn hoàng trị tưởng rằng y sẽ phơi gan trẻ mật, hùng hồn chân tình một hồi, không nghĩ tới y vừa mở miệng lại phun một câu như vậy. Hoàng trị ngẩn người hồi lâu mới kinh ngạc hỏi: cái gì? Ngươi nguyện làm gỗ xà sao? Dương Lăng cúi đầu đáp: dạ, thần văn không thể được như Tam Công Lưu Tạ Lý để có thể trợ giúp bệ hạ trị quốc an thiên hạ. Võ không thể chỉ huy thiên quân vạn mã chinh chiến trốn thảo nguyên hoang mạc dương ngoài tứ hải, nên thần xin nguyện làm gỗ xà, có thể vì bệ hạ mà giữ một làng một huyện, tạo phúc cho dân chúng một phương là thần thỏa mãn rồi. Hoàng trị nghe xong phì cười, cảm thấy tên bầy tôi này tuy mưu lược thế nhưng tính tình lại ngay thẳng đáng yêu, căn bản là một tên nông nổi. Ông thoáng nhìn thấy Dương Lăng thưa chuyện mà cặp đầu gối còn khẽ run run, cũng không biết là vì sợ quá hay vì quỳ lâu ngoài ngọ môn, trong lòng của ông không khỏi thông cảm. Thôi, hôm nay cho y quỳ ở ngọ môn một lần trước mặt văn võ bác quan coi như là khiển trách rồi. Ta vẫn cần người này, nếu dọa y sợ hãi quá thì từ nay y làm việc sẽ ngại đầu ngán đuôi, e rằng lại bất cập hại. Ông ta cười ha ha nói: đứng lên đi, người cố tình so mình với các ái khanh Lưu Tạ Lý, như vậy lòng dạ cũng đã cực cao rồi. Khi họ cùng ở tuổi ngươi, cũng cùng thân phận như ngươi mà lên thôi. Lúc còn bình thường như ngươi, họ còn chưa có được hùng tâm như ngươi bây giờ đâu, do đó ngươi cũng không cần phải tự ti. Ông nói rồi đi vòng qua thư án, để bút vẽ trên bức họa một hàng chữ to như dòng bay phượng múa: Sâm sâm thiên trượng tùng, tuy lỗi kha đa tiết mục, dựng chi đại hạ, trung thị đống lưng chi tài. Bức họa này chấm ban cho ngươi, hy vọng ngươi nhớ những gì nói ngày hôm nay, luôn luôn nhắc nhở bản thân. Ngươi lùi ra đi. Dương Lăng ngơ ngác tiếp nhận bức họa báu của hoàng trị, vẻ mặt thì hoang mang. Hoàng thượng để mình quỳ ở ngoài cửa cung tới tận giờ ngọ, khi mình vào lại ban cho bức họa, sau đó đuổi về nhà hay sao? Việc này chứng tỏ thiên uy quả thật là không lường được. Y bẩm như chút được gánh nặng: dạ, dạ, thần cáo lui. Nói rồi hai tay nâng bức họa lên khỏi đầu, y khép nép lui xuống. Hoàng trị đế nhìn y rời khỏi ngự thư phòng, ánh mắt lộ ra nét cười, ông khẽ cục gặt đầu: không tự thị tất dạng danh, không tự phú tất có công, không khoe khoang tất sống lâu. Tuổi nhỏ mà có thể có được kiến giải như vậy, không uổng công chấm một phen bồi dưỡng. Miêu Quỷ, truyền chỉ bãi chức Dương Lăng không làm thị độc Đông Cung nữa, chuyển sang làm quan trung quân ở Thần Cơ Doanh. Miêu Quỷ kinh hãi biến sắc mặt, vội hỏi: bệ hạ, Dương Lăng vừa mới bị phạt đã thăng lên chức quan trung quân, e rằng đám triều thần sẽ lại dị nghị. Hoàng thượng có khi nào nên cho y nhậm chức phó đô ti trước không, sau đó mới cho lên chức từ từ? Hoàng trị cười khổ một tiếng, lòng thầm nghĩ: chẳng phải chấm không nghĩ tới việc từ từ mà huấn luyện, chỉ là chấm sợ thiên mang đã tấn,
không có thời gian nữa rồi. Bây giờ lục bộ trong triều, tam công nội các đều là cựu thần, chủ yếu là lão thần, già cả hết rồi. Tuy nói họ cũng rất trung thành, thế nhưng dù sao, nếu không xây dựng bầy tôi thành một lực lượng riêng cho con ta, cân đối công thần trong ngoài, làm sao con ta cai quản vạn dặm giang sơn, văn võ cả triều cho được đấy. Hoàng trị nghĩ ngợi một lát rồi khoắt tay nói: Thôi, ý chỉ của ta chỉ nói bố trí y nhậm chức cả thần cơ doanh, còn về phần chức vụ cụ thể, vương nhạc quản lý 12 đoàn doanh, luôn luôn làm việc rất ổn thỏa, cứ để cho lão thu xếp đi. À đúng rồi, ban thêm cho y 2 bình thuốc trị thương. Ngày hôm qua Dương Lăng kháng chí ôm vợ cầu thầy, hôm nay chấm cho vợ Dương Lăng phụng chí dịp thuốc cho chồng. Dương Lăng ôm bức tranh quý chưa bồi lưng của hoàng đế, ngồi xe thuê về nhà. Xuống xe, y cất bước đùng đỉnh nghênh ngang vào nhà, uy nghi chẳng kém các đại thần thượng triều. Phiền một nỗi là tiểu nha hoàn Vân Nhi lanh mồm lanh miệng, đã sớm cao hứng đem hành động vĩ đại của lão gia bị phạt trượng rồi kháng thánh chỉ kể cho ấu nương nghe, nên dù hắn làm bộ như thế vẫn không thể giấu được ai. Nghe kể xong, Hàn ấu nương đã lập tức đứng ngồi không yên, ngóng đợi tin tức của phụ quân. Vừa nghe thấy tiếng của tướng công, nàng vội vàng nhảy ra khỏi phòng, ôm chặt cổ y, mắt đầy lệ, vui mừng lắp bắp nói: Tướng công, chàng đã về, ấu nương lo muốn chết à. Nàng vẫn chưa chải đầu, mặt không son phấn, tóc xõa ngang vai, giống hệt kiểu tóc lúc ở nhà của phụ nữ thời Hán Đường và những cô gái xóa tóc thời hiện đại, phối hợp với chiếc váy màu xanh nhạt mộc mạc càng tôn dáng người mềm mại yếu đuối. Dương Lăng thấy gương mặt vợ yêu vừa khỏi bệnh vẫn đầy vẻ nhợt nhạt nên không khỏi lo lắng. Nàng vừa khỏi bệnh, không phải điền thần y đã bảo nàng phải nằm nghỉ hay sao? Sao lại ra đây? Mau vào nằm đi. À phải rồi, nàng đã uống thuốc điều hòa thân thể mà điền thần y đã cho chưa? Tiểu nha hoàn Vân Nhi bên cạnh sợ hãi thốt lên: Lão gia, nô tỳ sắc rồi, thế nhưng phu nhân ngại đắng không chịu uống. Người nói ngồi trên giường hít hà là được, đã hít thở hết một lúc rồi. Dương Lăng đã thấy ấu nương luyện khí công, nay nghe tiểu nha đầu nói rất thú vị, không khỏi phì cười. Ấu nương lo lắng hỏi: Tướng công, hoàng đế không trách tội chàng chứ? Ấu nương nghe nói chàng bị đánh 30 côn, vết thương có nặng không? Hoàng thượng đã không phạt tội nên bây giờ Dương Lăng cũng không lo ấu nương biết chuyện. Y cười khà khà đáp: Không việc gì, nàng không thấy ta khỏe lắm sao? Nàng hãy chóng khỏe lại, đừng làm cho tướng công lo lắng là tốt rồi. Nói xong, y ghé lại gần ấu nương thấp giọng: Đừng lo, đánh không đau, chỉ như tướng công phát vào mông nàng thôi. Vừa nghe xong, Hàn ấu nương mặt đỏ bừng, sẵn giọng nói: Coi kìa, còn ăn nói hàm hồ như vậy sao? Có người nghe thì sao? Dương Lăng chợt tỉnh ngộ, trong nhà đã có thêm người mới, đâu thể so với lúc chỉ có 2 người. Y ho khan một tiếng, lấy trong lòng ra 1 đồng tiền đưa cho Vân Nhi nói: Vân Nhi, ra chợ mua vài miếng đường trắng về pha vào thuốc cho phu nhân, mau mau đi đi. Vân Nhi dạ lấy 1 tiếng giòn tan, nhận lấy tiền rồi vội vàng đi ngay. Dương Lăng cùng ấu nương dìu nhau vào trong phòng. Dương Lăng thấy ấu nương mặc váy xanh nhạt, tay áo bó chặt, đáy quần thùng thình, lộ ra thân thể gầy ốm, không khỏi lo lắng. Dù nàng tập luyện thân thể tốt đến mấy, thế nhưng hôm qua mới ra mồ hôi đầm đìa, không chịu được lạnh đâu. Ấu nương dìu y tới giường rồi đáp: Bây giờ đã là tháng 4 rồi, mặc nhiều đồ rất khó chịu. Tướng công, chàng mau nằm xuống để thiếp xem thương thế cho chàng nào. 2 người sớm đã gió mưa vài lần, Dương Lăng cũng không ngại phơi thân thể trước mặt của nàng. Y nằm dài trên giường lò cho ấu nương cởi áo ra. Cũng may lúc đó còn chưa phát minh ra quần xịp, mảnh quần lót này vừa thoáng vừa rộng, cởi bỏ cũng dễ dàng. Ấu nương dịu dàng cởi quần lót của hắn ra, nhìn thấy có 1 phần quần bị dính vào mông, nàng lại không dám động mạnh. Dương Lăng đành phải nhịn đau tự kéo mạnh ra. Tuy mông của Dương Lăng bị đánh cho rách da rách thịt, thế nhưng kỳ thực không phạm vào gân cốt, chỉ cần điều dưỡng tốt là phòng chừng đến cả sẹo cũng chẳng có. Nhưng 2 ngày nay y bôn ba nơi nơi, vết thương đã rách lại lại càng thêm rách. Bây giờ có vài chỗ còn rỉ chút máu loãng. Vốn mông y bóng bẩy chân mịn mềm mại vô cùng, bây giờ đã trở nên vằn vện mất rồi. Hàn ấu nương bịt miệng, nước mắt tuôn chảy. Dương Lăng cảm thấy mông hơi mát, quay đầu nhìn thấy bộ dạng của ấu nương rất thương tâm, y không khỏi ngạc nhiên hỏi: Ấu nương sao vậy? Tuy ta đi đường thấy cũng hơi đau,
thế nhưng không phải là bị thương tới gân cốt đâu. Hàn Ấu Nương sụt sịt, đau lòng nói: vết thương của tướng công đã lâu chưa lành, dù chưa khói cũng sẽ có sẹo. Dương Lăng buồn cười trêu: thì sao nào, đâu phải là mông của nương tử ta bị thương chứ. Trong nhà có thuốc chứ, chát thuốc cho chồng mau lên nào, chỉ cần không đau là được rồi. Hàn Ấu Nương vừa thẹn vừa tức, nàng lườm Dương Lăng sẵn giọng nói: tướng công miệng như bôi mỡ cả ngày, không nói lời nào dễ nghe được hay sao? Dương Lăng thay đổi tư thế nằm cho thoải mái, cười hình hạch đáp: tướng công nói không dễ nghe sao? Hôm qua chẳng biết là ai nằm trong lòng người ta, nghe đến đỏ mặt, tim rộn kìa, thần hồn điên đảo nữa kìa. Hàn Ấu Nương ý lên một tiếng, mắc cỡ đỏ bừng mặt. Nàng vừa dứt bệnh, tim đập mạnh quá, lại loạn nhịp, khiến cho nàng khẽ thở hổn hển. Ấu Nương không chịu nổi, phải nhảy xuống đất nói: tướng công, chàng nghỉ trước đi, Ấu Nương đi ra phố mua thuốc đây. Vừa mới kéo cửa phòng ra, Hàn Ấu Nương chợt thấy hai tên lô bộc lực lưỡng khiêng một chiếc cáng mềm tiến vào sân. Trên cáng là một người hơn 30 tuổi đang nằm, phía sau còn có hai gia nhân đi theo, mang vác đồ vật lỉnh kỉnh. Hàn Ấu Nương hỏi vẻ nghi hoặc: xin hỏi ngài tìm ai? Tiền Ninh nằm trên cáng mềm, nhìn thấy một tiểu mỹ nhân thuần khiết đáng yêu như sương mai, mái tóc xõa tung, mặt đẹp như vẽ, nhưng lại không có vẻ chững chạc của người đàn bà đã lập gia đình, y cho là nha hoàn Dương Lăng vừa mua, không khỏi ngơ ngáy cả người. Tiểu tử này thật là may mắn, tìm được nha hoàn quá đẹp, làm cho người ta phải tim đập thình thịch. Nếu mà là ta, ta đã sớm kéo lên giường lò rồi, sao lại để nàng mời trà dâng nước như vậy? Không biết hắn có chịu nhượng lại hay không đấy. Sau này ta phải nói chuyện với hắn ta, ta sẽ đem bốn nha đầu đổi lấy một người của hắn ta vậy. Tiền Ninh ngẫm nghĩ, lộ ra một nụ cười hơi đê tiện, quan sát hình dáng nhiều điệu động lòng người của nàng, rồi cười nói: lão gia Dương Lăng, Dương đại nhân của nhà ngươi có ở nhà không? Ta đến thăm y đấy. Nghe thấy thế, Hàn Ấu Nương hơi tự ti: ta trông giống tiểu nha hoàn như vậy sao? Nàng cúi đầu nhìn lại trang phục, hơi có vẻ không vui, hậm hực nói: thì ra là bạn tướng công ta kính mời ngài vào. Tiền Ninh kinh hãi biến sắc, hắn lập tức thu hồi nụ cười dâm, vội hỏi: ồ, thì ra là Dương phu nhân, thất lễ rồi, tại hạ Tiền Ninh là bằng hữu của Dương đại nhân. Ở trong phòng, Dương Lăng nghe thế bèn cao giọng gọi: Ấu Nương, là Tiền đại nhân tới sao? Mau mời ngài vào đi. Tiền Linh giữ chức trưởng hình thiên hộ của Cẩm Y vệ, dù thi hành đủ loại thủ đoạn tàn khốc hành hạ phạm nhân đến chết, thế nhưng mắt của hắn vẫn không nháy. Đã từng gặp không biết bao nhiêu cảnh tượng máu me đầm đìa rồi, thế nhưng loại người này luôn yêu quý thân thể mình tới cực điểm. Có thể thấy được sự thật này qua sự thu xếp của hắn trước khi chịu trượng hình. Hắn vừa về nhà liền lập tức nằm trên giường điều dưỡng, để mong không lưu lại vết sẹo, hắn còn hoàn toàn không dám cử động. Hôm sau nghe tin Dương Lăng kháng chỉ, Tiền Linh cho rằng lần này Dương Lăng chắc chắn sẽ chết, âm thầm tiếc hận mình vất vả mới cài được một đường dây vào Đông Cung thì bây giờ lại đứt mất. Hôm nay sau buổi chiều sớm, Tiền Linh nghe nói Dương Lăng phụng chỉ quỳ đợi ở Ngọ Môn, vốn hiểu sâu sắc chuyện quan trường, hắn lập tức ngửi ngay được việc bất bình thường, tức khắc phái người tìm vị bằng hữu đảm nhiệm chức thống lĩnh cấm quân trong cung hỏi tin tức. Hắn không ngờ lại nghe được tin hoàng đế ban tặng cho Dương Lăng một bức họa. Đã rõ hoàng đế muốn bảo vệ cho Dương Lăng, Tiền Linh quyết đoán ngay, dệt hoa trên gấm không bằng giúp người khi gặp nạn. Không còn thời gian chú tâm lựa chọn lễ vật, hắn vội cho người mua rất nhiều đồ vật, cũng chẳng kịp gói ghém gì, ngựa không dừng vó, lập tức chạy đến nhà Dương Lăng. Tiền Linh được đám lính kiêng vào trong phòng ngủ của Dương Lăng, ngồi trên ghế mềm cạnh giường lò, thấy Dương Lăng nằm trên giường lò, trên thân đắp một tấm chăn, y bèn kể nói: Dương đại nhân, hôm qua tại hạ sai người đến thăm hỏi, thế nhưng đại nhân không ở nhà, hôm nay cũng đỡ một chút rồi, nên ta tự mình tới đây. Dương Lăng cười nói: đa tạ Tiền đại nhân, kể ra vẫn là ta làm liên lụy đến đại nhân, thế mà còn làm phiền đại nhân đến thăm ta, thật là áy náy mà. Tiền Linh cười ha ha đáp: đại nhân và ta đều là đồng liêu của Cẩm Y vệ, lại cùng bị đòn trước cung, duyên phận có phải ít đâu, đừng nói loại khách khí này nữa nào. Hắn nói mà ánh mắt gian tà lướt dọc lướt ngang, thấy Dương Lăng vứt cuộn giấy hoàng thượng ban cho trên đầu giường, hắn không khỏi thầm giật mình. Cái tên Dương Lăng này có quan hệ gì với bệ hạ đây?
hắn đưa thái tử xuất cung lại không tuân thánh chỉ trước mặt bao nhiêu người. Chẳng những hoàng thượng không dẫn mà lại còn ban cho hắn một bức họa do ngài tự tay vẽ ra. Vô luận là hoàng thượng ban cho thứ gì, bất kỳ vương công đại thần nào cũng lập tức đem về nhà. Nếu không lập tức có lại bằng vải vàng thì cũng thắp ba nén hương mà cung phụng. Đó là ân sủng và là tín nhiệm của hoàng thượng. Riêng hắn lại xem thường. Chà chà, tranh quý của hoàng đế tự tay để bút sao? Tiền Linh hơi đau lòng nhìn bức tranh, hắn ra vẻ lơ đãng nói: "Ồ, ở trên đầu giường là giường đại nhân, quả nhiên không hổ là văn nhân, ở nhà dưỡng thương cũng muốn ngâm thơ vẽ tranh sao?" Dương Lăng vỗ đầu, y vẫn luôn không mang tư tưởng quân quyền tối cao nên vẫn thường xuyên quên mất những việc mà người khác xem là đương nhiên. Vừa rồi về nhà, y lại vui đùa với tiểu gia nhân nên quên bén mất bức họa của hoàng đế, cứ tự tiện tay bỏ qua một bên. Nhưng đây là tiền chứ bộ, chẳng những là cổ họa, hơn nữa là tranh quý của hoàng đế, phải lưu cho con cháu đời sau của ta và ấu nương, tương lai sẽ có giá trị biết bao nhiêu mà kể đây. Dương Lăng vội vàng dặn ấu nương: "Nương tử, mau đưa bức họa này cất kỹ lên trên tủ, đây là vật do đương kim hoàng thượng ban tặng đấy, không thể làm hư được." Hàn ấu nương vừa mới bưng chén trà vào cho Tiền Ninh, nghe nói cái cuộn giấy trên đầu giường lại là của hoàng đế ban tặng, nàng vội vàng cầm lấy tìm kiếm khắp nơi, thực không biết phải đặt ở chỗ nào cho an toàn. Dù sao Hàn ấu nương cũng đến từ vùng thôn núi xa xôi, trong lòng của nàng thì thiên tử thực sự như nhân vật trong thần thoại vậy, bây giờ lại thấy được thứ mà thiên tử ban tặng, cũng có trách nàng hết sức lo sợ. Dương Lăng cười nói: "Gác trên tủ đi, sau này tìm người bồi lưng, làm một cái khung bọc lại sẽ không sợ chảy sức nữa đâu." Tiền Linh hỏi với vẻ cực kỳ hâm mộ: "Sao, hoàng thượng ban thưởng sao? Bây giờ ta an tâm rồi, nghe nói đại nhân hôm qua kháng thánh chỉ, vì huynh rất lo lắng." Hắn ra vẻ vô ý, lại lôi kéo quan hệ. Dương Lăng cũng có ý muốn thân cận với vị trưởng hình thiên hộ nắm trọng quyền trong tay này. Nghe hắn nói thế, y cũng cười nói: "Tiền huynh quá lo lắng rồi, lời này không thể lan truyền ra ngoài được. Dương Lăng nào dám kháng lại thánh chỉ đây, chỉ là ái thê bị bệnh cấp tính thôi. Lúc đó đã xin công công truyền chỉ khoan dung trong khoảnh khắc rồi. Dân chúng ngoài phố đều nghe nhầm, đồn bậy, nói lăng linh tinh, rõ là chỉ sợ thiên hạ không loạn mà." Tiền Linh cười gượng hai tiếng, đang muốn tâng bốc vài câu thì có thái giám trong cung tới truyền chỉ. May mà lần này tên thái giám truyền chỉ biết quy củ, mặt nam lưng bắc, đứng trong viện mà truyền chỉ, căn bản chưa vào nhà. Dương Lăng vội vàng mặc lại quần áo, cùng với ấu nương đi ra quỳ tiếp thánh chỉ. Đợi Dương Lăng tiến vị khâm sai quay vào, Tiền Linh lại tâng bốc một hồi nữa, thấy ấu nương đang cầm hai bình thuốc trị thương của vua ban chuẩn bị bôi cho tướng công, hắn liền chắp tay ngoan ngoãn cáo từ. Vừa về nhà còn chưa thay quần áo đã được người ta đưa tới một mớ lễ vật, nên để đáp lại tịnh tình của hắn, Dương Lăng tiễn ra tận cửa. Song phương đang sắp chắp tay từ biệt, bỗng thấy một cái chóp kiệu nhỏ từ xa nhấp nhô đi tới trước mặt. Rèm kiệu vén lên, một gương mặt tái nhợt từ trong kiệu thò ra dò xét, thấy Dương Lăng đang đứng ở cửa, người nọ không khỏi vui mừng run giọng nói: "Dương đại nhân, chúng ta đang sợ không tìm được ngài, ông trời thương ta rồi. Ôi, rốt cuộc cũng gặp được đại nhân rồi." Dương Lăng và Tiền Ninh chú tâm nhìn kỹ, thấy người nọ tóc hoa râm, sắc mặt nửa trắng nửa xanh, chính là Mã Vĩnh Thành, vị thái giám lo việc mua bán trong cung. Tiền Linh thất thanh hỏi: "Mã công công, ngày sau lại hình dạng như vậy mà còn muốn xuất cung để mua bán như vậy?" Mã Vĩnh Thành lườm hắn với vẻ không vui nói: "Mua sắm cái gì, bộ dạng của ta như thế này còn có thể làm việc công được hay sao? Mau mau, chúng ta vào trong viện nói chuyện, kẻo người ngoài nhìn thấy thì hỏng." Dương Lăng và Tiền Ninh liếc nhìn nhau, mù mờ chẳng hiểu gì cả, cùng đi vào sân. Mã Vĩnh Thành vẻ mặt đau khổ nhìn Dương Lăng nói: "Đại nhân tới gần đây, chúng ta thất lễ rồi. Vất vả lắm mới khiêng kiệu tới đây được, nhưng ta không dám thay đổi vị trí chút nào cả, khắp mông bị đánh nát cả rồi. Ôi, cái mạng già của ta." Dương Lăng biết tám vị thái giám trong cung đã chịu đòn nặng hơn mình nhiều, thấy lão nói mà nước mắt như muốn tuôn rơi, y liền lập tức tiến lên đáp: "Công công phải điều dưỡng cho tốt mới được, sao còn xuất cung ra đây như vậy?" Mã Vĩnh Thành cười khổ nói: "Ai nói không muốn, chỉ là thái tử gia..." Lão nói tới đây liền thoáng liếc nhìn xung quanh. Tiền Linh hiểu ý, vội bước lên muốn ra ngoài, Mã Vĩnh Thành vội cản:
Khoan đã, không vội đi. Bảo bọn hạ nhân ra ngoài, tiền đại nhân có thể lưu lại. Việc này không chừng còn cần đến ngài. Vừa nghe thái tử có việc muốn hắn đi làm, Tiền Linh cảm thấy da đầu ngứa ngáy, lập tức đuổi đám hạ nhân ra ngoài, rồi tiến đến gần Kiệu. Mã Vĩnh Thành ho khụ khụ nói: Dương đại nhân, hôm nay là ngày thứ ba rồi, lúc trước ngài khoe khoang đủ điều, thái tử gia đều tin là thật cả. Bây giờ cũng không có người ngoài, chúng ta nói thẳng với ngài, thái tử gia để mắt đến cô nương nhà người ta rồi. Đám gia môn trong cung thật sự đang bị thái tử hành hạ, nhưng người của giáo phường tư lại là thủ hạ của miêu quỷ miêu công công, chúng ta cũng không dám nhờ vả. Việc này còn phải nhờ tới ngài. Chỗ này là toàn bộ gia sản của ta, 14.000 lượng bạc, bất luận ngài dùng biện pháp gì cũng phải chuộc được người ra, sau đó tu xếp ngủ ở chỗ của ngài đi. Nói rồi Mã Vĩnh Thành đau lòng móc ra một sấp ngân phiếu đưa tận tay Dương Lăng, rồi lại nói tiếp: Chiêm sĩ phủ lo việc giáo dục thái tử đã nhận thánh ý rồi, bây giờ bọn họ rất chú tâm chăm sóc đặc biệt đám chúng ta, ta phải mau mau hồi cung thôi. Việc này cứ thế mà làm, ngài giải quyết ổn thỏa rồi, ngày mai tới cửa hậu cung sẽ có tiểu thái giám cánh nước hỏi tin tức của ngài, xong rồi chúng ta phải hồi cung thôi. Mã Vĩnh Thành bảo hai nô bộc khiêng lão ra cửa, đi nhanh như chớp vậy. Dương Lăng nắm sấp ngân phiếu mà ngây người hồi lâu, mãi y mới quay sang Tiền Linh nhờ vả: Tiền huynh xem việc này. Tiền Linh vẫn chưa biết việc Nghiêm Khoan bị Trương Duyên Linh đá cho một cước gần chết, sớm không dám có chủ ý gì về việc Ngọc Đường Xuân, nên hắn cũng cho rằng sự việc có chút nhức đầu, nhưng không dám biểu hiện ra ngoài, hắn định phải nói: Việc này thái tử gia đã lên tiếng, có gì cần đến Tiền mỗ, Dương đại nhân cứ việc nói ra, hay là ta cứ cương quyết chuộc người vậy. Dương Lăng nghiến răng dậm chân nói: Hay lắm, ta cũng không tin trên 10.000 lượng bạc mà vẫn không chuộc được người. À đúng rồi, rốt cuộc thái tử gia thích cô nào vậy? Dương Lăng mời Tiền Linh vào phòng cùng thương lượng đối sách. Tuy y đúng là cẩm y vệ, thế nhưng để đốc Trưng Tú thu xếp cho y nhận nhiệm vụ ở Nam Chấn Phủ. Tại kinh sư, y chỉ có hai người hầu cận là Liễu Bưu, Dương Nhất Thanh, nên muốn xử án cũng không có bao nhiêu người để giao việc. Hơn nữa, Tiền Linh là một nhân vật ngoan độc, có sự hỗ trợ của đám địa đầu xà này, công việc coi như đã thành công một nửa. Nếu không có người của phủ Thọ Ninh Hầu xen vào, Tiền Linh xử lý việc này cũng dễ như trở bàn tay. Không phải chỉ là đám kỹ nữ Lầu Xanh còn chưa bắn thân tiếp khách thôi sao? Cho dù là danh kỹ nổi tiếng cả kinh sư, quan to quan bé cũng chỉ lén lút làm ân khách. Hắn muốn đòi người, ai dám đưa việc này thành công khai để chống lại hắn đây? Nhưng bây giờ việc này lại dính tới triều đình, muốn đòi người phải tính toán một chút. Điểm chết người chính là thái tử gia đến giờ cũng chẳng thèm nói ra tên của người này, rốt cuộc phải đi chuộc ai đây chứ? Ấu Nương nghe hai người bàn tán sùm, cũng biết tướng công muốn giúp thái tử đem một ký nữ thanh lâu về. Nàng thấy tướng công và Tiền đại nhân nhăn mày nhíu mặt bàn chuyện, liền nhắc nhở: Tướng công, thái tử thích ai thì ta theo đó mà lần đầu dây mối nhớ. Chàng kể lại tình hình lúc đó xem, có lẽ Ấu Nương có thể đoán được gì chăng? Dương Lăng hồi tưởng một lát rồi kể: Tên Nghiêm Khoan đó cưỡng ép lấy người của Nhất Xứng Kim, lúc đó thái tử đuổi theo xem náo nhiệt. Lúc Nghiêm Khoan nói năng nỗ mãng, có một vị cô nương tên là Tuyết Lý Mai mắng cho gã một trận, thái tử rất tán thưởng nàng. Tiền Linh vỗ mạnh vào ghế băng mềm bên cạnh, chiếc ghế lắc lư vài cái, xém nữa lật nhào. Hắn vội vàng chụp lại, sau đó cười khà khà nói: Đúng rồi, tài tử giai nhân, nhất kiến trung tình, chắc chắn là nàng rồi. Dương Lăng cười khổ nói: Dường như không phải. Sau đó thái tử bị Nghiêm Khoan đánh cho một quyền, máu chảy ròng ròng. Có một vị tiểu cô nương tên là Đường Nhất Tiên đưa cho người một cái khăn gấm lau máu. Ta thấy ánh mắt của thái tử nhìn người ta đầy tình ý kìa. Tiền Linh giật mình nói: Vậy sao? Mỹ nhân tình thâm, thép luyện 100 lần cũng chảy được. Điện hạ chưa hề trải qua những chẳng diện phong nguyệt, lại có giai nhân che chở, khăn gấm đưa tình, thế nào lại không điên đảo cho được? Vậy nhất định chính là vị Đường Nhất Tiên cô nương này rồi. Ấu Nương lại hỏi chen vào: Tướng công, thái tử bảo chàng trong vòng 3 ngày phải đòi lại văn tự mua thiếp của Nghiêm Khoan. Văn tự mua bán đó là nói về Đường cô nương này sao? Dương Lăng lắc đầu đáp: Không phải, người Nghiêm Khoan muốn mua là Ngọc Đường Xuân cô nương kìa. Khi vừa nói tới tên này,
y không khỏi nhớ tới vị mỹ nữ trong hí khúc có cuộc đời bi thảm, tưởng chừng như thế lại tình cảnh thiếu nữ tóc dài áo trắng như tuyết uyển chuyển đứng lặng trong con lầu như một bức tranh cung nữ cổ điển. Dương Lăng nói tiếp: trong ba vị cô nương thì Ngọc Đường Xuân cô nương có vẻ là phong tình, thái tử luôn nhớ tới việc chuộc nàng ra, bây giờ lại muốn ta chuộc người mà Nghiêm Khoan cướp đi, vậy ai là người mà ngài thích đây? Ấu nương nghe xong cũng không khỏi cười khổ. Nói như thế, nhiệm vụ mơ hồ này chẳng có gì rõ ràng cả, chẳng lẽ đem cả ba cô nương về nhà hay sao? Vừa nghe thế vậy, Tiễn Linh bật thốt nói: ý hay, trong ba người đó chỉ có một người bị hầu phủ và Đông Cung tranh giành, hai người khác vốn không liên quan gì cả. Bằng vào chức danh đứng đầu cẩm y vệ, ta muốn lấy ai cũng dễ như trở bàn tay, dù sao cũng đều là người đẹp, một hay ba cũng không khác gì nhau cả. Mang về cả ba người thì vô luận làm sao cũng không bị lầm lẫn được. Đi thôi, ta bây giờ phải đi gọi người, đại nhân cứ việc ra mặt nhận người đi thôi. Rốt cuộc Tiễn Linh cũng hơi kiêng kỵ Thọ Linh Hầu, dù sao Dương Lăng cũng được hoàng thượng để mắt tới, chỉ cần thức thời một chút, Thọ Linh Hầu sẽ không dám đắc tội với y. Nay phải để y ra mặt mới tốt, người đứng ra nói chuyện phải là y. Lập tức Tiễn Linh gọi gia nhân dặn dò vài câu, tên gia nhân nghe lệnh vội vội vàng vàng đi ngay. Một lúc sau, có hơn 10 người từ Bắc Chấn Phủ Ti tới, đều mặc thường phục. Những người này đang hành hạ phạm nhân trong lao, nghe nói thiên hộ đại nhân có lệnh bèn vội thay đổi thường phục tới ngay, trên người còn mùi máu tươi, ai ai cũng sát khí bức người. Tiễn Linh ra lệnh mang đến một cái sạp gấm, trải cho thật mềm mại, mời Dương Lăng ngồi lên. Hai người được trên 10 tên giáo úy mặc thường phục hộ tống cùng đến ngõ Bách Thuận. Trời cũng sắp hoàng hôn, ngõ Bách Thuận đã có rất nhiều tiệm mở cửa đón khách. Để bịt tai mắt của người khác, Tiễn Linh còn cho một tấm vải che trên sạp gấm, trông như một cái kiệu có nóc vậy. Khi tới những chốn tìm hoa, ta vẫn thường bắt gặp một vài lão già e dè che đầu che mặt mà đi chơi ký viện, nhưng bây giờ còn sớm, làm gì có ai ở đây mà thấy được đây. Tên đón khách vội vàng đi tới cười nói: mấy vị lão già, có cô nương quen không, muốn tôi gọi tới cho ngài vài cô ơi nhìn một chút hay không? Người đi đầu chính là tâm phúc của Tiễn Linh, một vị bách gia cẩm y vệ tên là Quan Long. Hắn thản nhiên nói: tránh ra, lão gia muốn vào hậu viện, bảo Nhất Xứng Kim tới gặp lão gia. Nói rồi gã khoát tay, đoàn người nghênh ngang đi thẳng vào hậu viện. Trong hậu viện, ba chị em Tô Tam, Đường Nhất Tiên, Tuyết Lý Mai đang ở trong phòng ngồi chơi. Vì những khách uống rượu có ký nữ hầu đều tới khá muộn nên ba người đang lười nhác vẽ mày thoa mặt. Tuyết Lý Mai thấy Tô Tam có vẻ uể oải, không khỏi hé miệng cười trộm nói: họ Nghiêm đã ngoan ngoãn đem văn tứ trả về rồi, Tam tỷ vẫn sầu muộn không vui, chẳng lẽ nhớ vị công tử kia sao? Tô Tam vừa nghe xong mặt liền đỏ lên, liếc mắt lườm nàng sẵn giọng nói: người đấy nói bậy ít thôi. Nàng cau mày rồi chợt thở dài nói tiếp: vị công tử đó rõ là người đáng tin cậy, quả nhiên khiến cho Nghiêm Quan phải trả lại văn tứ, nhất định là một đại nhân vật có quyền có thế rồi. Chà, sao người ta lại có thể coi trọng một nữ tử khổ sở như ta được? Ta chỉ là thân thể hơi mệt, cho nên tinh thần mới xấu như vậy thôi. Đường Nhất Tiên cười nói với vẻ châm chọc: có thể nói là như thế này, lo lắng hãi hùng cả ba ngày rồi, bây giờ không cần lo lắng về con đại tinh tinh kia nữa rồi, bây giờ lại lo là lo tên Ngọc Diện công tử kia sao nỡ lòng không tới thăm tí, làm cho tâm hồn thiếu nữ nứt ra từng khúc phải không? Thể xác tinh thần đều bần thần cả, phải không nào? Đến lúc này, Tuyết Lý Mai cũng cảm thấy hứng thú hừng hực, vội xen vào nói: vị công tử đó thật là tuấn giật, đến cả muội mà cũng hơi động tâm đây này. Hắn tuy hơi còn trẻ tuổi, thế nhưng ánh mắt hơn hắn những đứa trẻ danh khác kìa, làm người ta nhìn thấy là thèm được ngả vào lòng hắn rồi. Đường Nhất Tiên hừ một tiếng, chun mũi lại nói: hai nhà đầu mắt trên chán kia động tình với trai rồi sao? Chỉ nghĩ tới mấy chàng trai tuấn tú, nếu là ta chỉ nguyện được gả cho đương triều thị độc Dương Lăng Dương đại nhân thôi. Mắt nàng sáng lên, hào hứng nói tiếp: dịch cầu vô dễ báo, nan đắc hữu tình lang, bảo vật vô giá dễ cầu nhưng rất khó tìm được tình lang. Hắn vì người yêu mà đến cả ý chỉ của hoàng thượng cũng dám cãi lại, nam nhân như vậy nếu được gả cho hắn ta làm thiếp thôi thì ta ngay cả nằm mơ cũng phải cười mà tỉnh lại.
Tô Tam và Tuyết Lý Mai nhìn nàng đang mơ màng si mê, không khỏi phá lên cười. Tuyết Lý Mai nói trêu: "Cũng chỉ có tỷ dám mơ thôi. Chúng ta là người như thế này, nếu được gả cho vị công tử tuấn tú ngày ấy, đã xem như phải đốt hương cúng tạ rồi." Dương Lăng đại nhân, mọi nghe lỡ bộ viên ngoại lang Linh đại nhân kể. Sau khi hắn kháng chỉ, mấy trăm đại thần quỳ xin hoàng thượng giết hắn ta, tuy nhiên hoàng đế lại không chịu. Sau đó vương đại nhân, thượng thư bộ lễ cùng với tam công nội các chạy tới hậu cung. Mấy cái lão già thúi đó sao? Kết quả là hoàng hậu nương nương chửi cho mấy lão già cổ hủ ấy một trận ê mặt rồi đuổi ra ngoài. Hey, đó là cận thần của thiên tử mà, đương kim hoàng thượng rất sủng ái hắn ta. Chúng ta nào có phúc khí mà gặp được đại nhân vật như vậy đây. Khi đề cập tới Dương Lăng, trong ánh mắt của Tuyết Lý Mai lại dâng sóng dập dềnh, tựa như đang say, đang mê vậy. Tô Tam nghe mà si ngốc, hồi lâu mới thở dài một tiếng nói: "Thôi, hai vị hảo muội muội còn mơ mộng hơn cả ta nữa kìa. Mau chuẩn bị trang điểm đi, kẻo lát nữa lại bị mẹ nuôi mắng giờ." Đường Nhất Tiên lắc đầu, không còn chìm vào mộng xuân nữa. Nàng cầm một chung rượu nhỏ uống cạn, sau đó cầm lấy tờ giấy son đỏ bôi vào môi. Tô Tam thấy nàng lại uống cái thứ nước đó, lo lắng nói: "Nhất Tiên, sao lại uống thạch tín như vậy? Loại này dù chỉ dùng một chút thôi cũng ảnh hưởng tới thân thể." Đường Nhất Tiên không đồng ý, liền trả lời: "Rất nhiều người đều dùng mà, một chút thôi không hại gì đâu." Nàng vuốt ve gương mặt tuyệt đẹp, tư lự nói: "Tỷ nhìn thấy hai má của muội có phải đã trắng da rất nhiều không? Khách nhân đều nói muội bây giờ có làn da trắng như ngọc vậy. Vừa bước vào là cả phòng đều như mùa xuân. Đợi muội đoạt được hạng đầu của Ngọc Đường Xuân Tỷ, tỷ tỷ không được tức giận đó nha." Tô Tam đang muốn trả lời, lại nghe trong viện vang lên thanh âm ngọt như miếu lùi của Nhất Xứng Kim: "Ồ, mấy vị đại gia, đây là chỗ nào chứ? Mau mời các ngài lên nhà trên ngồi đi. Chẳng biết các vị muốn gặp vị cô nương nào đây?" Tuyết Lý Mai vội hỏi: "Mau mau thay đồ đi, có khách tới rồi." Nhất Xứng Kim đã thấy những người vừa tới đều có ánh mắt và vẻ mặt khiến người ta phải sợ hãi, liền vội dẫn người vào trong. Bà thấy mười mấy đại hán đứng hai bên cửa, hai khách nhân trong kiệu mềm cũng không xuống kiệu mà được khiêng thẳng vào trong nhà. Nhất Xứng Kim mi mắt giật giật, chỉ cảm thấy kẻ đến không phải người hiền. Nhìn bộ dạng những người này thì không giống người tới đây ăn vụng. Nhất Xứng Kim do dự trong khoảnh khắc, nhìn thấy ánh mắt ăn thịt người của đám đại hán, đành phải cắn răng mà theo vào. Ba người Đường Nhất Tiên đã trang điểm xong xuôi, đợi hồi lâu vẫn không thấy Nhất Xứng Kim gọi các nàng ra gặp khách. Đang cảm thấy kỳ lạ, chợt nghe Nhất Xứng Kim khóc gào như cha chết: "Ba chị em đều ra cả đi, có khách chụp thân cho các người này." Ba người Đường Nhất Tiên nghe xong chấn động, vội vàng đi ra khỏi phòng. Ba nàng thấy trong viện có hơn 10 đại hán diện mục âm trầm, hai tay khoanh lại đứng một hàng thẳng tắp, không khỏi sợ tới mức mặt mày thất sắc. Đám đại hán này cả người lộ ra những luồng khí tức âm lãnh khát máu, làm cho người nhìn thấy mà giận tóc gáy. Ba tiểu mỹ nữ chẳng biết sắp sửa phải hầu hạ lão gia đáng sợ nào, dựa sát vào nhau như đàn dê con đợi mổ, đứng nép vào Nhất Xứng Kim trong gian chính. Tiền Ninh nửa nằm nửa ngồi dựa vào kiệu gấm mềm mại, nhìn lên thấy ba mỹ nữ đẹp tuyệt trần, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Ánh mắt tham lam của hắn cứ lướt loạn xạ trên người ba nàng, mãi mới thu hồi vẻ lưu luyến, rồi quay sang nói với Nhất Xứng Kim đang buồn bã: "Được rồi, lão bản nương là người hiểu biết không cần khóc lóc như vậy. Ngươi nên cảm tạ huynh đệ ta, bằng không sau này có chuyện gì cứ đến tìm ta, ta thành người nói một câu, đó là thứ mà ngươi bỏ bao nhiêu tiền cũng không có được đâu." Nhất Xứng Kim đúng là ngàn lần không, vạn lần không cam tâm. Khi vừa nhận ra Dương Lăng, mụ lập tức nịnh nọt, ngàn ân vạn tạ, khen y thần thông quảng đại. Sáng sớm hôm qua, Nghiêm Khoan đã sai người trả giấy về lấy bạc đi rồi. Tiền Linh vừa nghe Thọ Linh Hầu chịu thua, lập tức trở nên cứng rắn. Hắn liền công khai thân phận, muốn chữa võ Dương Oai, chỉ bỏ ra chút tiền mà chuộc cả ba cô về. Dương Lăng thấy Nhất Xứng Kim khóc lóc quá thảm thương, nghe mụ kể lể phải giáo dưỡng mấy người này từ bé gian khó vô kể nên mềm lòng. Bất chấp Tiền Ninh cản trở, y giao cho mụ 1 vạn lạng bạc. Tô Tam vừa vào cửa đã thấy Dương Lăng đang ngồi trên ghế băng mềm, trong lòng đang lo sợ lập tức hóa thành vui như mở hội, vui tới mức hai má đỏ lên, ánh mắt rốt cuộc không rời y ra được. Tiền Linh đợi Nhất Xứng Kim ấn ngón tay vào văn tự xong, cười hì hì nói với tên thị vệ:
mau đi tìm ba Cố Kiếu, đưa ba vị cô nương này đến phủ của Dương đại nhân. Việc này xong rồi, chúng ta cũng đi thôi. Văn tự đã ký kết, sau này ba người Ngọc Đường Xuân là thiếp hay thị tỳ, hoàn toàn phụ thuộc vào người mua, chẳng liên quan gì tới Nhất Xứng Kim nữa. Nhất Xứng Kim nhìn thấy ba cây tiền, cây bạc bay đi như vậy, trong lòng cảm thấy khó chịu, nói không nên lời. Ba người Đường Nhất Tiên được đưa tới phủ của Dương Lăng, mới biết y chính là Dương Lăng, lừng danh kinh sử. Lúc này cả ba cô đều vui mừng khôn tả. Các nàng xuất thân như vậy, căn bản không trông mong được làm chính thê. Nếu được một văn sĩ hoặc một vị quan to mua làm thiếp đã là tốt lắm rồi. Còn gặp phải ông quan hoặc văn sĩ giả xấu thì đành theo số phận mà thôi. Bây giờ Dương Lăng có công có danh, muốn quan chức có quan chức, trẻ tuổi anh tuấn, vừa là loại người có tình, danh chấn thiên hạ. Quả thực, thành thịt đừng tăng trong mắt các nàng. Cho dù nằm mơ, cũng mơ không đến một kết quả lại tốt như vậy. Nếu được làm thiếp cho y, các nàng đã cảm ơn trời đất rồi. Nhưng sau khi Dương Lăng thu xếp ba người ở Dương phòng, lại chẳng hề đề cập gì tới thân phận tương lai của các nàng. Việc này khiến ba nàng không hiểu ra sao cả. Kỳ thực Dương Lăng cũng rất khó xử. Chút thông tin ít ỏi, từ thái tử không nói rõ muốn chuộc ai, lại không nói chuộc xong thì làm gì. Thái tử cứ nhắc cho y một việc như vậy, y còn có thể làm gì được bây giờ. Nếu tạm thời thu xếp các nàng làm nô tỳ, trong đó lại có người mà thái tử thích, lẽ nào lại để cho nàng hầu hạ mình hay sao? Hơn nữa, bây giờ việc này cũng chưa thể nói thẳng với các nàng. Nên Dương Lăng đành phải giả ngu làm cho ba thiếu nữ thông minh tuyệt đỉnh cũng phải mù mờ, không hiểu được đầu đuôi. Các nàng trong lòng đầy nghi ngờ, tuy nói là xuất thân thanh lâu, thế nhưng dù sao đều là thiếu nữ, chẳng lẽ các nàng có thể trơ mặt chủ động hỏi y khi nào thì nạp mình làm thiếp hay sao? Vì vậy ba cô nương cứ ở lại nhà Dương Lăng như vậy, không chủ không tớ, không thuê không thiếp gì cả. Ngày hôm sau, Dương Lăng dậy sớm ra cửa sau của cung thành chờ người đưa tin. Đợi một lúc lâu, y mới được thái tử đáp: biết rồi, không bỏ sót người của ta là tốt rồi, thay ta chiếu cố cho Đường cô nương. Có cơ hội ta sẽ đi thăm nàng. Phụ hoàng bây giờ canh ta gắt gao lắm, luôn luôn có 6 thị độc ở bên mình. Còn mẹ nó chứ, Vương Quỳnh rõ là lão thất phu mà. Nghe xong ý chỉ hồ đồ của thái tử, Dương Lăng lại giở khóc giở cười mà đi về nhà. Y vút cảm suy nghĩ cả buổi, cũng không nghĩ được biện pháp nào, đuổi hai cô còn lại đi, khẳng định là không có cái khúc Ngọc Đường Xuân trong kinh dịch đời sau rồi. Do đó, Tô Tam gả cho ai, vận mệnh sau này ra sao, đến cả y cũng không biết. Suy nghĩ cả buổi, y đột nhiên nhớ tới bố con họ Hàn sắp tới kinh sư. Cũng không biết hai người này đã cưới vợ chưa. Nếu còn chưa, tục ngữ nói nước phù sa không để chảy ra ruộng người. Dương Lăng không khỏi cười to lên rất đắc ý. Đến khi thấy Âu Nương đứng một bên đang hồ nghi nhìn mình, y mới nhớ mình còn chưa bảo cho nàng hay việc mình mời cha con họ Hàn tiến kinh. Dù sao họ cũng sắp đến, cứ giấu 2-3 ngày nữa, đến lúc đó sẽ cho Âu Nương một niềm vui bất ngờ. Dương Lăng nghĩ vậy nên chỉ cười đều vài tiếng, nói với Âu Nương: ta hỏi Tiền Ninh rồi, bất tất vội vã đi thần cơ doanh trình diễn. Hai ngày nay ở nhà dưỡng thương, bảo Tiểu Vân chiếu cố cho ba vị cô nương trong sưng phòng một chút đi. Ngàn vạn lần không được đắc tội với người ta. Âu Nương lên tiếng đồng ý. Ngẫm lại dù sao đi nữa, những cô nương đó đều có thể là người của thái tử. Hiện tại tướng công đang làm quan trong triều, việc giữ quan hệ tốt với các nàng rất trọng yếu. Vì vậy nàng cũng dặn dò Tiểu Vân phải cẩn thận trong việc phục vụ ăn uống cho mấy vị cô nương này. Mọi người đều ngụ ở trong viện lại đều là những tiểu cô nương 14-15 tuổi, sao lại có thể du rú cả ngày ở trong phòng cho được. Thường xuyên qua lại thăm hỏi nhau, dần dà Ấu Nương hiểu rõ các nàng hơn. Lúc này Ấu Nương mới phát hiện các nàng khác với những điều mình đã tưởng tượng rất nhiều. Chẳng những không phải là những cô gái đầy quyến rũ, cử chỉ ướt át, mà ba người này lại có lời nói cử chỉ tự nhiên hào phóng, nhất cử nhất động đều lộ ra vẻ cao quý, trang nhã, thập phần hấp dẫn. Khi đó con gái nhà giàu cũng không được giáo dưỡng nhiều như kỹ nữ thanh lâu. Chỉ cần các nàng có cấp bậc cao trong thanh lâu thì chắc chắn cầm kỳ thư họa, ca múa dáng vẻ đều đã được dạy dỗ từ tấm bé. Phải như thế mới đào tạo được những cô gái sắc nghệ đều giỏi, mới khiến đám danh sĩ tài tử thường tới chỗ phong lưu tìm hồng nhan chi kỷ. Ấu Nương nghe nói các nàng từ nhỏ đã bị cha mẹ bán vào thanh lâu, thân thế khiến người ta thương tâm, trong lòng rất cảm thông. Ba cô đều tin Ấu Nương là vợ cả của người mà mình sẽ hầu hạ, nên càng cố ý phụng thị, cố ý kết giao. Qua 2-3 ngày, ba người đối xử với Ấu Nương cực kỳ hòa hợp,
giống như chị em vậy. Dương Lăng ở nhà nghỉ 3 ngày, thương thế cũng gần lành cả rồi, định đến sáng sớm hôm sau đi thần cơ doanh trình diện. Sáng sớm, Ấu Nương hầm cho tướng công một con gà mái ghẹ. Thấy tướng công còn đang ngủ say, nàng bèn tới phòng trái tây mà thăm ba cô. Ba chị em Tuyết Lấy Mai quen rèn luyện vào sáng sớm. Tuy bây giờ không cần mỗi ngày đều phải thổi tiêu đánh đàn, luyện tập ca múa, nhưng vẫn thức dậy rất sớm. Ấu Nương vừa vào cửa đã nhìn thấy Tô Tam vẫn cao mái tóc đen tuyền, đang luyện bước múa. Tuyết Lấy Mai ngồi trước kính, tóc đen mặt hồng, đang trang điểm. Trước gương, động tác cũng xinh đẹp vô cùng, trong lòng nhất thời cảm thấy rất hâm mộ. Lúc trước kia còn ở Kê Minh Dịch, nàng từng ở cùng Mã Liên Nhi mấy ngày. Khi Mã Liên Nhi trang điểm buổi sáng cũng có dáng vẻ động lòng người như vậy. Lúc đó Ấu Nương ngắm nhìn, tuy mình cũng là con gái mà vẫn thấy động tâm, cảm thấy rất hâm mộ. Bây giờ nhìn ba người có bộ dáng giống như những tiểu thư khuê các, Ấu Nương đột nhiên nhớ tới hôm kia Tiền Ninh đến nhà đã lầm mình là nha hoàn. Nàng biết tướng công càng làm quan to thì càng kết bạn với những người quyền quý hơn. Mình dù sao cũng xuất thân từ một thôn xóm nhỏ, mặc dù xưa nay rất chú ý, nhưng lời nói cử chỉ vẫn không khỏi mang chút quê mùa. Nếu có thể lãnh giáo các nàng về dáng vẻ hành động, ăn nói học vấn thì thật tuyệt vời. Nghĩ vậy, Ấu Nương hơi thẹn hồng mặt cười nói: "Ba vị muội muội đa tài, dáng vẻ đoan trang, tỷ tỷ lại chỉ biết múa thương đánh bóng, thấy các muội như vậy cảm thấy rất hâm mộ." Đang điều phối Thạch Tín, nghe Hàn Ấu Nương nói vậy, Đường Nhất Tiên bèn quăng lọ Thạch Tín, chạy tới giữ chặt tay Ấu Nương cười nói: "Múa thương đánh bổng mới tốt kìa, cái tên phóng đãng nào dám khi dễ, bèn cho hắn một gậy vào đầu ngay. Hay là tỷ tỷ dạy muội võ nghệ đi, muội đem công phu sở trường dạy cho tỷ tỷ được không nào?" Ấu Nương vui vẻ nói: "Được, muội muội sở trường nhất là gì?" Đường Nhất Tiên đắc ý nói: "Muội muội sở trường nhất là thổi tiêu." Ấu Nương nói: "Chứ là tỷ tỷ rất vụng về, không hiểu có học được không, muội muội đem tiêu ra cho tỷ coi, đợi tướng công tỉnh ngủ sẽ học cũng không muốn." Đường Nhất Tiên cười khanh khách, ôm bả vai Ấu Nương nhìn vào mặt nàng, lắc đầu cười nói: "Tiểu kỹ của muội lại không cần tiêu, toàn bằng vào cái miệng thôi, tỷ tỷ muốn học phải xem thiên phú về công phu mồm miệng của tỷ rồi." Hàn Ấu Nương ngẩn người, tiêu kỹ không cần tiêu sao? Trong lòng của nàng đột nhiên nhớ tới việc tướng công muốn mình thổi tiêu, cảm thấy rất khó xử, mặt đỏ bừng lên, trong lòng xấu hổ muốn chết, thầm nghĩ: Cái con bé này quả như là Tử Thanh Lâu xa mà, sao việc như thế này mà cũng có thể nói ra miệng được, còn nói cái xảo cái gì, quả thật mắc cỡ chết người ta mà. Hàn Ấu Nương che gương mặt nóng bừng, vừa thẹn vừa giận, dậm chân nói: Đáng chết mà, Đường ra muội muội, muội ăn nói khủng điên gì vậy, việc này cũng có thể nói ra được sao, có thể học được sao? Đường Nhất Tiên sửng sốt, nàng mờ mịt kỳ lạ hỏi: Sao vậy, sao lại không học được, bao nhiêu người đều ca ngợi muội có công phu tuyệt vời mà. Đang soi gương chảy đầu, chợt tay Tuyết Lý Mai khựng lại một chút, rồi vứt mạnh lược xuống bàn, phá ra cười ha ha. Còn Tô Tam vốn hai má trắng như tuyết lại trở nên đỏ bừng, nàng run rẩy hai vai, chảy nước mắt hồi lâu, rồi đột nhiên nhào lên giường, kéo chăn trùm kín đầu, một tràng cười trong vắt từ trong chăn vọng ra. Đường Nhất Tiên nhìn trái nhìn phải, rồi đột nhiên bừng hiểu, lúc này mặt nàng cũng nóng lên như lửa, không kiềm được thẹn thùng, xấu hổ kêu lên: Trời á, Ấu Nương tỷ tỷ đang nói cái gì vậy, người ta không muốn sống nữa rồi. Kính thưa quý vị khán giả, tập 20 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Các bạn nhớ là từ tập 21 trở đi, bộ truyện này sẽ được phát lúc 8 giờ tối bên kênh Truyện Làng Ngọng. Mọi người theo dõi và yêu mến bộ truyện thì hãy sang bên đó để nghe lúc 8 giờ tối hàng ngày. Chúc quý vị nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.